Thưa quý vị, Ban điều hành Liên minh châu Âu EU đã vạch ra các đề nghị thay đổi cơ chế tị nạn để đối phó với dòng người di cư hỗn loạn vào năm ngoái, gây ra những bất đồng trong khối. Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra các lựa chọn để sửa đổi quy tắc yêu cầu người nộp đơn xin tị nạn tại các nước EU đầu tiên họ vào, hay còn gọi là quy tắc Dublin. Quy tắc này đã khiến Hy Lạp và Ý bị quá tải khi không thể đáp ứng nhu cầu tị nạn cho dòng di cư hàng triệu người. Hai nước này đã quyết định đóng cửa biên giới, đe dọa nguyên tắc tự do đi lại trong khối Schengen. Lựa chọn đầu tiên là tạo ra một cơ chế công bằng, theo đó, người tị nạn sẽ được di chuyển từ nước đầu tiên họ đặt chân tới đến các nước khác như hiện nay EU đang áp dụng. Lựa chọn thứ hai là tạo ra một hệ thống mới, không cần biết đến nước đầu tiên người tị nạn đến và phân bổ họ đều khắp châu Âu theo cơ chế phân bổ thường trú. Về dài hạn, EC đề nghị giải quyết khủng hoảng theo quy tắc chung của EU, chứ không phải dựa trên luật pháp riêng của từng quốc gia. Vấn đề cần sửa chữa là chúng ta phần lớn dựa vào các nước đầu tiên người tị nạn đặt chân tới để quyết định nước nào sẽ nhận yêu cầu tị nạn. Việc này hoàn toàn không công bằng và không bền vững bởi thực tế là lượng người tị nạn đã đè nặng lên chỉ một số ít quốc gia. Kế hoạch này đang gây chia rẽ trong khối. Đức muốn giữ lại nguyên tắc Dublin nhưng đã có đề án tái định cư cho một triệu người tị nạn nước này tiếp nhận năm ngoái. Trong khi đó, Ý đang kêu gọi bãi bỏ nguyên tắc này. Anh thì đứng ngoài cuộc chia rẽ khi nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu rời khỏi châu Âu tháng 6 tới. EC cũng trình bày khung hình phạt mới để đối phó với phong trào tị nạn bất hợp pháp. Trong một tuyên bố khác, EC cũng đề xuất những kỹ thuật tăng cường an ninh biên giới châu Âu trong nỗ lực giải quyết các mối đe dọa an ninh, nhất là sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris và Brussels.